Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Tân Cương, thuộc trung tâm thận học tiết niệu bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất hân hạnh để trình bày với các bạn một cái bệnh lý rất thường gặp của đường tiết niệu, đó là bệnh viêm bàng quang. Thì trước tiên thì chúng ta nên biết là cái viêm bàng quang là gì. Thì viêm bàng quang đó là một cái hiện tượng viêm có thể là cấp tính hay mãn tính ở trong bàng quang. Thì nó là một cái bệnh rất là phổ biến, đặc biệt là đối với nữ giới. Và nguyên nhân gây bệnh thông thường là do những cái vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào cái đường tiểu của mình. Ngoài cái nguyên nhân đó ra thì viêm bàng quang còn có thể do một số những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là viêm bàng quang do tia xạ, do hóa chất, do ký sinh trùng, vân vân. Thì cái điều trị chủ yếu của những cái trường hợp mà viêm bàng quang mà cấp tính do vi khuẩn đó là kháng sinh. Còn những cái nguyên nhân khác thì tùy theo cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp điều trị phù hợp. Về cái nguyên nhân để gây ra cái bệnh viêm bàng quang thì chúng ta biết rằng cái nguyên nhân phổ biến nhất đó vẫn là vi khuẩn từ bên ngoài, nó sẽ xâm nhập vào cái đường tiểu của chúng mình, của chúng ta, đặc biệt là ở nữ giới là do cái tình trạng là cái đường tiểu ngắn, do đó là và cái lỗ tiểu thì nó lại rất là gần với cái đường sinh dục và hậu môn, do đó là những cái vi khuẩn ở cái vùng đó có thể nó sẽ đi vào trong cái đường tiểu rất là dễ dàng và gây nên tình trạng là viêm của bàng quang. Những cái vi khuẩn mà gây ra cái tình trạng viêm bàng quang thì thông thường nhất đó là những cái vi khuẩn rau mầm. Thì chúng ta biết rằng có khoảng 80% các trường hợp đó là vi khuẩn E. coli. Một số trường hợp do những cái vi khuẩn khác, ví dụ như là những cái vi khuẩn Proteus này, rồi Klebsiella này, Pseudomonas, một số vi khuẩn gram dương cũng có thể gây nhiễm trùng trong cái bàng quang, ví dụ như Staphylococcus này, và một số những cái vi khuẩn gây ra những cái bệnh lây qua đường tình dục, ví dụ như vi khuẩn lậu, Chlamydia, Mycoplasma, cũng có thể gây ra những tình trạng viêm nhiễm ở trong cái đường tiểu, đặc biệt là trong niệu đạo và bàng quang. Ngoài cái viêm bàng quang do vi khuẩn ra thì chúng ta biết rằng những cái nguyên nhân khác có liên quan đến cái tình trạng viêm của bàng quang, ví dụ như là viêm bàng quang do tia xạ ở những người mà có ung thư của cái đường sinh dục hoặc là ung thư của những cái cơ quan của vùng chậu như trực tràng chẳng hạn, thì sau một quá trình điều trị với tia xạ thì cái niêm mạc bàng quang có thể nó sẽ có những cái tổn thương và gây ra một tình trạng giống như là một viêm của cái bàng quang như vậy. Rồi một số những cái thuốc, đặc biệt là những cái thuốc mà chống ung thư, ví dụ như cyclophosphamide chẳng hạn, thì nó sẽ khi mà sử dụng cái thuốc đó để mà điều trị những cái bệnh về ung thư thì có thể là nó sẽ đi theo cái đường tiểu và nó ảnh hưởng đến cái bàng quang, gây ra tình trạng viêm bàng quang do thuốc. Rồi một số những cái tình trạng viêm bàng quang do những cái yếu tố khác, ví dụ như là có những cái vật lạ trong bàng quang, ví dụ như là sỏi nè, hoặc là những cái dị vật trong bàng quang, hoặc là những ký sinh trùng trong bàng quang, thì những cái trường hợp đó cũng sẽ gây ra cái những tổn thương của niêm mạc bàng quang và nó có triệu chứng của viêm bàng quang. Những cái yếu tố nguy cơ đối với những cái trường hợp mà bị viêm bàng quang do vi khuẩn đó là gì? Thứ nhất là như hồi nãy tôi nói thì có lẽ liên quan đến giới này, nguyên nhân có khả năng là do cái đường tiểu của nữ giới thì ngắn hơn nam giới, và cái lỗ tiểu thì nó gần với cái đường sinh dục hoặc là vùng hậu môn, do đó là vi khuẩn nó dễ dàng xâm nhập vào trong cái đường tiểu của mình. Rồi về tuổi tác thì chúng ta thấy là những người mà lớn tuổi thì có nguy cơ sẽ dễ bị viêm bàng quang nhiều hơn. Rồi những người mà có ít có vận động hoặc là bị bất động lâu ngày, đặc biệt là những người mà có những cái tai biến thì hạn chế vận động, thì những cái lúc đó thì cái nguy cơ viêm bàng quang cũng sẽ tăng lên. Rồi những cái hoạt động về tình dục, ví dụ như quan hệ tình dục không an toàn nè. Rồi ở những người phụ nữ mà mãn kinh chẳng hạn. Rồi đặc biệt là một số những cái trường hợp mà có những cái bệnh lý của đường tiết niệu, ví dụ như là có cái hiện tượng là
tắc nghẽn của cái đường tiểu ở gặp ở những người mà có bị hẹp niệu đạo, hoặc là có ở nam giới mà lớn tuổi thì có thể có phì đại của tuyến tiền liệt, hoặc là những cái tổn thương về thần kinh của bàng quang dẫn đến cái tình trạng là bàng quang nó tống xuất không có được tốt, và nước tiểu tồn lưu nó nhiều và nó dẫn đến cái tình trạng là nguy cơ viêm bàng quang. Một số người bệnh thì người ta có một số những cái bệnh lý mãn tính có thể có liên quan đến cái tình trạng là rối loạn về hoạt động của bàng quang, ví dụ như là bị tiểu đường lâu ngày nè, hoặc là những cái bệnh lý về thần kinh, hoặc là dùng một số những cái thuốc nó làm giảm cái co bóp của bàng quang. Và một điều cần lưu ý là một số những cái trường hợp là viêm bàng quang có thể là do chúng ta có những cái thói quen hoặc là vệ sinh không có đúng cách, dẫn đến tình trạng là vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào trong cái đường tiểu. Thì cái đường lây truyền bệnh thông thường nhất đó là do cái vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào trong cái đường tiểu. Và có một số trường hợp thì vi khuẩn có thể từ trên thận, tức là có một cái tình trạng là nhiễm trùng ở trên thận trước đó rồi, sau đó là vi khuẩn nó sẽ di chuyển xuống cái đường tiểu dưới và gây ra tình trạng là viêm bàng quang. Rồi một số trường hợp thì cái bàng quang chúng ta nó có thông với một số những cấu trúc cơ quan khác ở vùng lân cận, ví dụ như đối với ruột này, ví dụ như là rò bàng quang ruột chẳng hạn, thì vi khuẩn từ đường ruột có thể đi vào trong bàng quang, hoặc là rò từ bàng quang vào trong cái đường sinh dục, ví dụ như âm đạo chẳng hạn, thì cũng có thể là những cái vi khuẩn từ ở những cái vị trí đó nó có thể gây viêm nhiễm ở trong bàng quang. Triệu chứng của viêm bàng quang thì nó rất là dễ nhận biết. Điển hình đó là một cái trường hợp mà một cái trường hợp là tiểu gắt buốt, rồi tiểu nhiều lần, mỗi lần đi tiểu thì cái lượng nước tiểu nó ít thôi, do đó nhưng mà có cái nhu cầu cấp bách là mình phải đi tiểu và thường xuyên. Thông thường là người ta mô tả đó một cái tình trạng là rất là khó chịu ở vùng bụng dưới và đi liên tục nhiều lần. Rồi một số trường hợp thì có cái tình trạng là nước tiểu nó có ít máu chẳng hạn, nước tiểu máu, hoặc là cơ thể họ sẽ cảm thấy nó hơi khó chịu và có nóng sốt nhẹ thôi chứ cũng không phải là sốt cao lắm. Thì làm sao mà mình có thể xác định được là một cái tình trạng là có viêm bàng quang? Thì để xác định được cái chẩn đoán là viêm bàng quang thì ngoài cái triệu chứng về lâm sàng như tôi đã mô tả thì chúng ta có thể dùng những cái xét nghiệm, ví dụ như là xét nghiệm về nước tiểu chẳng hạn. Thì trong nước tiểu thì thông thường sẽ có biểu hiện là có những cái tế bào viêm ở trong nước tiểu, ví dụ như là những cái tế bào mà bạch cầu ở trong nước tiểu nó sẽ nhiều hơn, và nhiều trường hợp thì vừa có bạch cầu vừa có máu trong nước tiểu và có phản ứng, ví dụ như phản ứng nitrit ở trong nước tiểu dương tính, để đó là những cái dấu hiệu để nhận biết là một cái hiện tượng là có viêm ở trong trong đường tiểu, viêm trong bàng quang. Để xác định cái chẩn đoán là có nhiễm trùng trong bàng quang thì thông thường là cái phương pháp mà tốt nhất là chúng ta xét nghiệm nước tiểu để tìm vi khuẩn. Thì khi mà cấy vi khuẩn như vậy thì chúng ta sẽ thấy là có những cái vi khuẩn ở trong cái đường tiểu, và nếu mà cái số lượng vi khuẩn nó từ 100.000 trở lên thì đó là một cái xét nghiệm mà nó là tiêu chuẩn để chúng ta có thể chẩn đoán là một cái tình trạng viêm bàng quang cấp tính. Để xác định được một số những cái yếu tố nguy cơ hoặc là những cái tổn thương khác ở trong bàng quang thì chúng ta cần phải làm một số những xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như là siêu âm của cái đường tiết niệu, thì chúng ta có thể thấy được một số những cái nguyên nhân có liên quan đến cái tình trạng viêm bàng quang, ví dụ như là có cái hiện tượng là phì đại tuyến tiền liệt chẳng hạn, hoặc là có sỏi trong bàng quang, hoặc là có những cái bất thường, những cái như là túi ngách trong bàng quang, hay là
những cái bất thường của cái bàng quang và cái niệu đạo chẳng hạn. Ngoài cái siêu âm ra thì có thể người ta sử dụng một số những cái phương pháp khác để có thể khảo sát về chức năng của cái bàng quang, ví dụ như là có thể đo cái áp lực đồ bàng quang để đánh giá xem coi là cái cơ bàng quang nó hoạt động như thế nào, hoặc là đo cái lượng nước tiểu tồn lưu để đánh giá về chức năng tổng suất của bàng quang có tốt hay không. Một số trường hợp thì có thể nội soi bàng quang để xem coi là bên trong bàng quang nó có những cái tổn thương gì có thể đi kèm, ví dụ như là có sỏi trong bàng quang hay không nè, hoặc là có hẹp niệu đạo hay không chẳng hạn đó. Phương diện điều trị thì đối với những trường hợp mà viêm bàng quang thì thứ nhất là chúng ta phải xác định được cái nguyên nhân là gì. Nếu mà do viêm bàng quang đơn thuần mà do vi khuẩn thôi thì cái điều trị, phương pháp điều trị chủ yếu cũng là sử dụng kháng sinh đó. Thì nếu mà những cái trường hợp mà viêm bàng quang mà cấp tính mà mới bị lần đầu thôi thì có thể sử dụng kháng sinh trong vòng khoảng từ 3 đến 5 ngày là đạt yêu cầu. Và thông thường là kháng sinh nó sẽ có tác dụng làm tiêu diệt cái vi khuẩn và bệnh sẽ mau chóng qua. Tuy nhiên có một số trường hợp thì viêm bàng quang nhưng mà tái phát nhiều lần thì chúng ta phải khảo sát những cái nguyên nhân, những cái yếu tố nguy cơ có liên quan đến tình trạng viêm bàng quang để điều trị. Thì ngoài cái việc là dùng kháng sinh để điều trị, để tiêu diệt vi khuẩn thì chúng ta cần phải loại trừ những yếu tố nguy cơ để từ đó để chống lại cái để đề phòng cái tình trạng là bệnh bị tái phát đó. Nếu mà tái phát nhiều lần, ví dụ như trong trường hợp mà trong 6 tháng mà có từ 2 lần trở lên thì thông thường là chúng ta cần phải có một cái biện pháp điều trị kháng sinh dự phòng. Ví dụ như nếu mà viêm bàng quang sau những cái đợt mà quan hệ tình dục thì có thể là dùng kháng sinh dự phòng sau khi mình quan hệ tình dục. Còn những trường hợp mà khác thì có thể dùng kháng sinh dự phòng nhưng mà với cái liệu trình sử dụng kháng sinh lâu hơn và với cái liều thấp hơn. Thông thường cái thời gian điều trị kháng sinh nó có thể kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Còn nếu mà viêm bàng quang do những cái nguyên nhân khác thì tùy theo cái nguyên nhân đó là gì thì chúng ta có những cái phương pháp điều trị phù hợp. Ví dụ như viêm bàng quang do tia xạ, hoặc là viêm bàng quang do thuốc, hoặc là viêm bàng quang do dị vật thì chúng ta phải tìm cái nguyên nhân có liên quan đó để chúng ta điều trị thì nó mới khỏi bệnh được. Thì ngoài cái biện pháp mà điều trị như vậy thì có những cái biện pháp điều trị hỗ trợ trong cái vấn đề về giảm cái triệu chứng của tình trạng viêm bàng quang. Ví dụ như là chúng ta nên uống nhiều nước nè, rồi tránh sử dụng một số những cái chất mà gây kích thích bàng quang, ví dụ như là những cái chất mà nó chứa cái caffeine, trà, nước ngọt, cà phê, một số những cái thức ăn thức uống mà có cái vị chua cay nóng thì có thể nó sẽ làm cho cái bàng quang nó sẽ hơi khó chịu hơn. Rồi trong cái đợt cấp, ví dụ như là nó có đau tức của vùng hạ vị hoặc là nóng rát đó, thì có thể là chúng ta có thể dùng chườm nóng của cái vùng bụng dưới thì cũng có thể làm giảm cái triệu chứng kích thích bàng quang. Làm thế nào để có thể mình dự phòng được những cái viêm bàng quang thì chúng ta cần có một số những cái lưu ý như sau. Thứ nhất là chúng ta phải uống đủ nước. Thông thường cái lượng nước uống nó tùy theo mỗi người, tùy theo cái hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên cái lượng nước trung bình nó khoảng từ 2 lít nước trở lên. Và chúng ta nên vệ sinh đúng cách. Vệ sinh đúng cách tức có nghĩa là khi mà vệ sinh thì chúng ta nên lau từ trước ra sau. Bởi vì chúng ta biết rằng ở phía sau là cái vùng hậu môn trực tràng, do đó nó rất là nhiều vi khuẩn nó thường trú ở đó. Và khi mà chúng ta làm không đúng cách như vậy thì vi khuẩn nó sẽ dễ dàng xâm nhập vào trong cái đường tiểu. Rồi ở người phụ nữ thì chúng ta phải hạn chế sử dụng những cái thuốc có liên quan đến vấn đề vệ sinh về phụ khoa đó, những cái chất mà
gây mùi hoặc là những cái chất sát khuẩn mạnh ở trong cái đường sinh dục. Có những cái biện pháp liên quan đến về sinh hoạt tình dục, ví dụ như là khi mà sinh hoạt tình dục thì chúng ta nên đi tiểu trước khi quan hệ tình dục hoặc là đi tiểu sau quan hệ tình dục, có những biện pháp vệ sinh cho nó tốt. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái quá trình mà sinh hoạt hàng ngày. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Với những cái kiến thức mà tôi đã chia sẻ thì tôi hy vọng rằng các bạn có một số những cái kiến thức về cái bệnh lý về viêm bàng quang và có những biện pháp để chúng ta có thể điều trị hoặc là dự phòng cho tốt và tránh những cái trường hợp mà tái phát. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.